mình đang ở showroom Việt Thanh Music RB102. Đây là cây RB501, tương tự như cây 302, mà chưng rất là nhiều đàn. Đây là Passport Venue, con này tầm khoảng 20 mấy triệu, còn guitar thì là ngạt luôn, guitar nhiều lắm. Đây là cây CDBS 350. Thì hôm nay có các anh Hiệp, ảnh chuyên chơi nhạc cụ piano này, saxophone của ổng và organ, nói chung cái gì ổng cũng chơi được hết. Ổng sẽ test thử cái cây 102 và mình sẽ hỏi một số cái vấn đề để ảnh trả lời mình, coi thử mình thắc mắc như thế nào nha. Đây là ảnh. Nãy giờ anh chơi anh thấy cái cây này nếu mà so với cái bàn phím Inoker thì anh chấm nó bao nhiêu điểm? Thật sự ra là nó cũng không có khác nhiều đâu, nếu mà mình so ở cái mức độ mà cảm nhận của từng người ấy, thì nó ở cái mức độ là 9 trên 10 so với của thằng Piano cơ. Nhưng mà nó được một cái là phím của thằng Piano điện nó rất là đều. Còn Piano cơ ấy, mình mà muốn đạt được cái mức độ mà đều như vậy ấy, thì mình phải chỉnh, phải có kỹ thuật và thời gian chỉnh rất là lâu mới được cái bàn phím mà nó đều. Giờ riêng cái tiếng piano điện thôi, piano cơ thôi, nhầm nha các bạn, riêng cái tiếng piano cơ thôi, anh đánh thành cảm giác như thế nào đối với những hàng khác như anh chơi show, anh chơi nhiều vậy? Thì một cây mà tầm dưới 20 triệu như thế này thì không thể nào mà mình đòi hỏi hơn được nữa. Thì cái tiếng của thằng Roland thì trước giờ ai cũng biết rồi, Roland mà, cái thương hiệu mà đi đầu về âm thanh điện tử, thì với lại cũng là cái thương hiệu mà tiên phong trong lĩnh vực mà piano điện ấy, thì đương nhiên là cái âm thanh của nó lúc nào cũng đòi hỏi những sự mà hoàn mỹ. Nó mô phỏng gần như là giống với piano cơ nhất. Còn mấy cái thương hiệu khác á, thì thường người ta đi đến cái bước đi của người ta là làm cho cái tiếng nó hay, nó nịnh tai người nghe thôi, nhưng mà nó không chui cái vấn đề mà làm cho cái tiếng của nó giống thật. Nếu mà trong vòng ví dụ như em có 200 triệu đi, thì theo anh em nên đầu tư cái cây này hay là những cây nào? Anh có gợi ý một số cây nào khác nữa không? Anh ưu tiên cây nào đầu tiên? Thì trong 20 triệu thì có rất là nhiều cây, nhưng mà thật sự ra mình chơi qua hết rồi, với lại trong cái tầm giá đó mình thấy cái Roland này là ok nhất. Phím nó tốt, thật sự là phím nó tốt hơn những cái thương hiệu khác. Rất là chắc ấy. Gần giống với là tiếng của piano cơ nhất này. Làm bài tặng khán giả chơi. RB102 nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà có nhà ý mà muốn nhu cầu mà muốn mua thì các bạn cứ liên hệ với Việt Thanh Music Gò Vấp nha. Ở đây họ bán rất nhiều đàn, piano cơ, đồ guitar nhiều lắm. Thương hiệu lớn Takamine, Fender, Taylor. Taylor có cái gì đây? P3NC 30 cũ. Đây là một cây huyền thoại 114E. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Trời đang mưa nữa chứ.